Khi tôi mới học Phật, trước khi chưa xuất gia, Đại sư Chương Gia dạy tôi suốt đời y giáo phụng hành, cả ba quả báo đều đạt được. Ba loại quả báo này của tôi không phải trời sanh. Lúc trẻ xem tướng bói toán, tôi cũng trải qua rất nhiều. Mọi người đều nói gần giống nhau: người có số khổ, số không có của cải. Thọ mạng ngắn, sống không quá 45 tuổi, là thật không phải giả. Tôi học Phật, Đại sư Chương Gia dạy những điều này, tôi đều y giáo phụng hành, siêng năng nỗ lực thực hành. Vì tôi biết thọ mạng của mình không dài, tôi biết điều này không phải là mê tín, là mấy đời trong gia đình tôi. Trước tổ phụ thì không biết. Tổ phụ tôi 45 tuổi ra đi, bác là anh của ba tôi cũng 45 tuổi chết, ba tôi cũng 45 tuổi chết. Trong gia đình tôi thấy ba người này chết năm 45 tuổi, cho nên người ta nói tôi sống không quá 45 tuổi. Tôi rất tin chắc là di truyền. Đại sư Chương Gia dạy tôi học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thầy Lý khuyên tôi học giảng kinh dạy học. Đến sau này tôi mới hiểu, trong số đồng học ít nhất có 6-7 người, bao gồm cả tôi trong đó, tướng rất yếu mềm. Nghĩa là đoạn mềm. Thầy tuổi tác lớn, trải nghiệm nhiều. Khi theo thầy học, tôi 31 tuổi, thầy 70 tuổi. Lớn hơn tôi 39 tuổi, thuộc hàng tổ phụ. Thầy thường nói, người có tướng đoạn mềm, phát tâm ra giảng kinh, phước báo giảng kinh lớn nhất. Họ được tam bảo gia trì. Bất luận là công đức gì, không có công đức nào lớn hơn công đức giảng kinh. Vì giảng kinh là gì? Đầy đủ cả ba loại bố thí. Thứ nhất là tài bố thí. Thân thể là tài, bố thí nội tài. Tôi dùng thân thể mình, dùng sức lực mình, dùng tinh thần của mình, dùng trí tuệ của mình. Quý vị thấy bố thí rất nhiều thứ, bố thí cho thỉnh chúng. Đây là tài bố thí, được giàu có. Giảng kinh, kinh là Phật pháp, bản thân phải siêng năng chuẩn bị, còn phải nỗ lực học tập. Không học không nói được gì. Siêng năng học tập, nỗ lực dạy học, dạy học lâu dài khai trí tuệ. Trong này tự nhiên bao gồm bố thí vô úy. Phật pháp đem đến cho chúng ta trí tuệ chân thật, lợi ích chân thật, chân thật rốt ráo, khiến ta hiểu thấu đáo về cuộc nhân sinh này. Nói với chúng ta, Phật pháp nói với chúng ta lời chân thật, không có sanh tử.
Đối với vấn đề sanh tử ta không sợ hãi, không còn kinh sợ. Đây là bố thí vô úy. Tiếp xúc tịnh độ lại càng tuyệt vời. Tịnh độ là gì? Tịnh độ là vô lượng thọ. Bây giờ chúng ta học tịnh độ, tức đang đi trên con đường vô lượng thọ. Giảng sanh thế giới cực lạ, không phải chết rồi mới đến. Phải biết điều này. Chết rồi mới đến, điều này không đáng tin lắm. Bình quân không nhiều. Có người sau khi chết đa phần đều đi vào lục đạo. Trung ấm được độ, nhưng rất ít. Thứ nhất, bản thân phải có nhân. Nhân nghĩa là đời trước từng tu tập pháp môn này, có nhân duyên sâu sắc với pháp môn này. Ta cũng thật sự muốn giảng sanh, khi lâm mạng chung vẫn còn vướng mắc không buông bỏ, vậy là không đi được, lại trôi lăn trong luân hồi. Lần này gặp được, hiểu rõ ràng thông suốt. Khi ở trung ấm, trung ấm rất khổ, bản thân cũng thưởng thức được, buông bỏ triệt để. Có một số người siêu độ, hồi hướng cho mình, ta thật sự tiếp thu, thật sự tham dự, có thể được độ. Điều này không phải ai cũng làm được. Người thật sự giảng sanh, khi lâm mạng chung thấy được Phật, khi lâm chung họ không mê hoặc, nói với mọi người: tôi thấy Phật A-di-đà đến. Người khác không thấy, Phật đến tiếp dẫn tôi. Đi theo Phật có những ai? Có người quen, cũng có người không quen. Cùng đi với Phật đến tiếp dẫn. Đây là thật không phải giả. Hiện tượng này nói cho chư vị biết, mỗi người đều có thể làm được. Chỉ cần chúng ta không còn lưu luyến đối với thế gian này, điều này quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Nếu còn chút tham luyến đối với thế gian này, vậy là không đi được. Đối với thế gian này không có gì đáng để chúng ta tham luyện. Bao gồm cả Phật Pháp cũng không được tham luyện. Trong cuộc sống hàng ngày nhất định phải học Bồ Tát. Làm mà không làm, không làm mà làm. Trong 24 tiếng đồng hồ giữ được tâm thanh tịnh của mình, đừng để nhiễm ô, mới chắc chắn được giảng sanh. Phật dạy chúng ta tùy duyên, tùy duyên diệu dụng, đừng phan duyên. Nhân duyên chưa thuần thục tuyệt đối không được miễn cưỡng. Nhân duyên thuần thục, thuận theo tự nhiên. Không hề có ý của riêng mình.
Ngày nay công đức Hoằng Pháp giảng kinh dạy học đều lớn hơn so với bất kỳ thời đại nào trong quá khứ. Vì sao vậy? Vì ngày xưa là thời đại Thái Bình, nhân tâm thuần hậu, cuộc sống đều rất hạnh phúc, xã hội an định, thiên hạ Thái Bình, đều hiểu biết luân lý đạo đức. Người giảng kinh dạy học nhiều lại rất phổ biến, không hiếm. Hay nói cách khác, có mình cũng được, không có mình cũng không sao. Bây giờ không có, có một người đều rất quý. Nói không được hay, không hay cũng rất quý. Không có người giảng, ngày xưa người giảng kinh dạy học rất nhiều, chư Phật Bồ Tát đều phải quan tâm, bận rộn vô cùng. Ngày nay chỉ có một người, tất cả chư Phật Bồ Tát đều tập trung vào quý vị, đều đến phù hộ gia trì quý vị. Người giống như tâm này, tâm giống như lý này, đạo lý này không khó hiểu. Ngày nay chúng ta đi theo con đường này phục vụ ai? Vì chánh pháp cửu trụ. Vì chánh pháp cửu trụ chính là phục vụ cho tất cả chư Phật Như Lai. Ai ủng hộ chúng ta? Chư Phật Như Lai ủng hộ chúng ta, phục vụ cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Trên báo ân Phật, dưới tế độ chúng sanh,